Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức Nha Khoa của Nha Khoa WeSmile. Và ngày hôm nay trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề mà tôi tin chắc chắn rằng sẽ nhận được sự quan tâm của rất là nhiều người. Đó chính là viêm lợi gây hôi miệng và các cách phòng tránh hiệu quả. Hơi thở lúc này sẽ có mùi hôi khó chịu cho dù bạn có đánh răng như thế nào đi chăng nữa. Và khi mà đánh răng ấy thì sẽ có hiện tượng đó là chảy máu chân răng. Và với các biểu hiện như tôi vừa chia sẻ ở trên thì bạn có thể trực tiếp kiểm tra xem là bạn có đang bị viêm lợi hay không tại nhà. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm lợi. Tuy nhiên, xét trên góc độ nha khoa thì hôi miệng chính là một trong những cái biểu hiện rõ ràng nhất của bệnh viêm lợi. 90% hôi miệng là do viêm lợi gây lên. Và nguyên nhân chính gây ra cái mùi hôi trong miệng đó chính là do một loại vi khuẩn kỵ khí. Chúng sinh trưởng và phát triển trong môi trường thiếu oxy. Lúc này thì chúng sẽ ăn các xác tế bào biểu mô hay là các vụn thức ăn còn sót lại. Và khi mà kết hợp với nhau thì chúng sẽ tạo lên một cái mùi hôi rất là đặc trưng trong khoang miệng. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến viêm lợi ạ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu để có cách phòng tránh hiệu quả nhé. Và sau khi nghe tôi chia sẻ đến đây thì tôi tin chắc hẳn rằng là các bạn đang rất là nôn nóng xem là những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng viêm lợi để từ đó có cái biện pháp phòng tránh chúng hiệu quả, đúng không ạ? Thực ra thì có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm lợi. Tuy nhiên, nguyên nhân đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó chính là do mảng bám cao răng tích tụ lâu ngày. Các mảng bám cao răng thì tích tụ lâu ngày tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và nảy nở, phá vỡ hệ cân bằng miễn dịch của lợi. Và đây cũng chính là một trong những cái nguyên nhân đầu tiên tôi muốn nói đến khi nói về viêm lợi. Nguyên nhân tiếp theo đó là do cái cấu trúc bất thường của hàm răng. Răng bị khấp khểnh, lệch lạc hay là dị dạng quá nhiều. Lúc này thì sẽ tạo điều kiện tích tụ mảng bám. Và đây chính là một trong những cái môi trường thích hợp nhất để vi khuẩn sinh sôi và nảy nở. Một nguyên nhân nữa đó chính là do các miếng chám hay là miếng hàn nằm ở vùng cổ chân răng. Lúc này thì chúng sẽ tì đè hay là rút quá sâu vào lợi. Thì đây cũng chính là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm lợi đấy ạ. Các bạn có thấy rằng là ở phụ nữ đang mang bầu hay là trẻ em đang trong độ tuổi dậy thì thường hay gặp phải tình trạng viêm lợi, đúng không ạ? Thực ra thì lúc này thì cái hormone trong cơ thể đang thay đổi, lợi lúc này sẽ đáp ứng mạnh hơn và đây chính là một trong những cái điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Thực ra khi mà nói về viêm lợi thì còn một nguyên nhân nữa mà tôi chưa nói với các bạn, đó chính là viêm lợi khi mà làm răng sứ thẩm mỹ. Thực ra với cái ngành thẩm mỹ đang phát triển như hiện nay thì việc viêm lợi khi mà làm răng sứ thì không còn quá xa lạ đối với các bạn cũng như là đối với nha sĩ rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã biết được rằng là viêm lợi thì gây lên rất là nhiều các hậu quả nặng nề cũng như là cái nguyên nhân hình thành lên viêm lợi rồi. Vậy thì cái cách phòng tránh chúng như thế nào ạ? Điều đầu tiên chúng ta cần làm để phòng tránh viêm lợi hiệu quả đó chính là loại bỏ các nguyên nhân cũng như là các yếu tố gây viêm. Thay đổi thói quen chăm sóc răng miệng cũng như là cái quan niệm về việc chăm sóc răng miệng định kỳ. Thực ra khi mà nói về việc chăm sóc răng miệng định kỳ thì có rất là nhiều người còn chủ quan. Họ cho rằng là chỉ khi răng của họ đau này hay là răng của họ đang gặp vấn đề nào đó thì lúc này họ mới tìm đến nha sĩ thôi ạ. Còn việc chăm sóc răng miệng định kỳ ấy, thì rất là nhiều người cho rằng là điều đó là không cần thiết. Ngày hôm qua chúng tôi có tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ bị viêm lợi rất là nặng. Bạn ấy có chia sẻ rằng là bạn ấy đã đi thăm khám cũng như là đi kiểm tra ở rất là nhiều nơi rồi, hay là bạn ấy đã điều trị ở rất là nhiều nha khoa. Tuy nhiên thì đều không có kết quả và đều không khỏi. Và lúc này thì các bác sĩ có nói với bạn ấy rằng là bạn ấy bị viêm lợi là do cơ địa chứ không phải là do một cái nguyên nhân nào đó tác động vào cả. Tuy nhiên tại thời điểm thăm khám thì chúng tôi có nhận thấy rằng là bạn ấy có rất nhiều cao răng hay là mảng bám tích tụ ở phần phía sâu ở dưới lợi hay là ở phần giữa hai kẽ răng. Và khi bạn ấy có hỏi rằng là thì có phải là em bị viêm lợi là do cơ địa hay không, thì tôi có nói với bạn ấy rằng là thực ra thì tại thời điểm này thì mọi bác sĩ sẽ chưa đánh giá được. Và khi đó đội ngũ nha sĩ tại WeSmile đã tiến hành loại bỏ sạch phần cao răng giúp sâu ở dưới lợi cũng như là phần ở hai kẽ răng. Thực ra việc đưa ra cái ví dụ của một vị khách hàng tại WeSmile chỉ là tôi muốn nhấn mạnh với các bạn về cái tầm quan trọng của việc thăm khám cũng như là việc lấy cao răng định kỳ thôi ạ. Chính vì thế mà khi bạn sử dụng bất kỳ một cái dịch vụ nào đó tại WeSmile, có thể như là lấy cao răng này, tẩy trắng hay là làm răng sứ thẩm mỹ, và chỉ cần bạn có thông tin tại WeSmile rồi thì đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi đều đặn 3 đến 6 tháng sẽ gọi điện hỏi thăm tình trạng răng miệng các bạn này, cũng như là nhắc lịch tái khám định kỳ cho các bạn. Và thậm chí là có những dịch vụ có những khách hàng chúng tôi làm hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên chúng tôi vẫn làm hết sức mình và làm tốt nhất có thể, chỉ vì chúng tôi muốn tạo cho các bạn cái thói quen chăm sóc răng miệng định kỳ, vì điều đó hoàn toàn tốt cho sức khỏe răng miệng của các bạn. Tiếp theo đó là chải răng đúng cách. Vậy khi mà được hỏi về chải răng đúng cách thì các bạn sẽ trả lời như thế nào ạ? Có rất là nhiều khách hàng đã trả lời với tôi rằng là chải răng đúng cách có nghĩa là mình sẽ chải xoay tròn hoặc là chải dọc theo chiều bò của mô lợi, chứ mình không có chải ngang. Vâng, điều đó là hoàn toàn đúng, tuy nhiên nó chưa đủ. Chải răng đúng cách là sự kết hợp của 3 yếu tố, đó chính là sử dụng bàn chải lông mềm, kem đánh răng phù hợp và cách chải răng đúng cách. Đầu tiên là về việc lựa chọn bàn chải, các bạn có thể sử dụng bàn chải điện hoặc là bàn chải thông thường cũng được. Tuy nhiên thì đầu lông bàn chải nhất định phải mềm và đầu bàn chải thì sẽ phải thon dài. Tiếp theo đó là lựa chọn kem đánh răng phù hợp. Ví dụ như răng của bạn khá là nhạy cảm hay bị ê buốt thì bạn có thể sử dụng kem đánh răng Sensodyne hoặc là Sensikin. Hoặc là đối với răng miệng của các con thì các bạn có thể sử dụng kem đánh răng dành riêng cho các con. Và đây mới chính là cái yếu tố mà các bạn vừa nói với tôi, đó chính là cái cách chải răng đúng cách. Mình sẽ chải xoay tròn hay là chải dọc theo chiều bò của mô lợi, tuyệt đối không được chải ngang. Vì cái việc chải ngang như thế thì sẽ làm thứ nhất là răng không sạch này, thứ hai là sẽ làm một tác động một cái lực không đều và gây hiện tượng mòn cổ chân răng. Một cách phòng tránh viêm lợi hiệu quả nữa đó chính là sử dụng các sản phẩm chuyên dụng dành riêng cho chăm sóc răng miệng trong nha khoa, có thể như là sử dụng chỉ nha khoa này hay là máy tăm nước. Tiếp đến là bạn có thể sử dụng nước súc miệng có chứa clohexidine cũng rất là tốt cho răng miệng của các bạn.
Tiếp đến là bạn cần có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bổ sung vitamin C có trong các loại trái cây như là bưởi, cam, ổi, hay là bạn có thể sử dụng các thực phẩm chức năng có chứa vitamin C. Ngoài ra thì bạn cũng cần loại bỏ các yếu tố gây kích thích tại chỗ như là các miếng chám làm quá sát vùng cổ chân răng, hay là các răng đã bọc sứ tuy nhiên thì sai kỹ thuật chuyên môn cũng như là sai chỉ định. Như tôi vừa mới chia sẻ với các bạn ở trên là cách giúp các bạn nhận biết và kiểm tra xem là mình có đang bị viêm lợi tại nhà hay không. Và ngay sau khi xuất hiện những cái biểu hiện của bệnh viêm lợi thì các bạn hãy tìm đến những các cơ sở nha khoa uy tín và gần các bạn nhất. Lúc này thì các bác sĩ sẽ thăm khám và kiểm tra cũng như là tìm ra các nguyên nhân gây lên viêm lợi. Và với mỗi nguyên nhân khác nhau thì các bác sĩ sẽ có cái hướng điều trị này cũng như là phòng ngừa khác nhau để đảm bảo rằng bệnh viêm lợi của bạn hoàn toàn chấm dứt cũng như là không để lại bất kỳ một cái biến chứng nào cả, trả lại cho các bạn một cái hơi thở thơm tho và một nụ cười tự tin trong giao tiếp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Tôi hy vọng rằng những điều tôi vừa chia sẻ sẽ giúp ích được điều gì đó cho các bạn. Và nếu nó giúp ích được điều gì đó thì các bạn hãy share video này của tôi để bạn bè này cũng như là người thân của các bạn cùng nhận được giá trị này nhé. Và cuối cùng, đừng quên ấn like cũng như là subscribe kênh Nha Khoa WeSmile, sau đó thì ấn nút chuông đăng ký để nhận được nhiều hơn nữa những kiến thức nha khoa bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyên mục tiếp theo của WeSmile. Xin chào!